tiễn mẹ đi về an nghỉ quê nhà. Thế là hết, không còn ngày gặp lại. Nấm mồ ấm, chúng con về cuối lại. Đến bao giờ gặp lại mẹ, mẹ ơi. Thi phẩm nhớ mẹ, mất ngày 5 tháng 9 năm 2013, tác giả Trần Quốc Hải. Xin trân trọng gửi đến quý vị lắng nghe qua tiếng thơ nghệ sĩ Quốc Chuẩn. Tiễn mẹ đi thượng giới gió mưa nguồn, đường vắng vẻ xe tang tràn ngập nước. Trọn đời xót vì tình sau nghĩa trước, cánh gợi sầu lệ nhỏ đọng hàng mi. Lá lìa cành, lá tà giữa đường đi, trời u ám gạt lệ sầu thương nhớ. Mặc giông bão thét gầm đời chẳng sợ, nơi quê nhà đang chờ đợi nhầm. Xe đang đi lại đổi hướng lạc đường, hương tàn lùi trên con đường vắng vẻ. Bao cay đắng vì tình thương nhớ mẹ, quặn thắt lòng ơn dưỡng dục đi xa. Tiễn mẹ đi về an nghỉ quê nhà, thế là hết, không còn ngày gặp lại. Nấm mồ ấm chúng con về vui lại, đến bao giờ gặp lại mẹ. Mẹ